Thưa quý vị, mới đây trong bản tin Dòng chảy cuộc sống, chúng tôi đã đề cập về khu nhà ở đấu giá tại thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành. Có nhiều dấu hiệu cho thấy việc huy động vốn trái phép khi mà hạ tầng vẫn còn ngổn ngang, pháp lý chưa đầy đủ, nhưng nhiều giao dịch bằng hợp đồng vay vốn đã được thực hiện. Để làm rõ nội dung có hay không chủ đầu tư huy động vốn trái với các quy định của luật kinh doanh bất động sản, thì phóng viên kênh VTC14 đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Thuận Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào đầu tháng 3 năm 2021 tại khu nhà ở đấu giá thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm đó, các môi giới viên khẳng định đây là khu vực có tính thanh khoản thuộc tốp đầu của huyện Thuận Thành, nên dù chưa hoàn thiện về hạ tầng, nhưng các lô thừa ở đây đều đã được mua bán trao tay nhiều lần. Cái này thì bao giờ thì ra sổ anh? Đây là tháng chậm nhất là phải tháng 8 rồi. Năm nay là sẽ ra sổ. Cái này là cái dự án này gọi là dự án gì ạ? Đất đấu giá của xã Gia Đông. Dự án đất đấu giá xã Gia Đông. Nhưng mà là doanh nghiệp đấu giá. Doanh nghiệp nào ạ? Bất động sản Thuận Thành, công ty bất động sản Thuận Thành. Được đấu giá, được chúng đấu giá lô này, dự án này. Bây giờ người ta đang triển khai làm hạ tầng. Cái này nếu mà bây giờ mà đến tầm tháng 8 mới ra sổ thì đồng nghĩa là bây giờ là sẽ là hợp đồng góp vốn à? Vâng. Góp vốn của mình thì bây giờ là góp vốn của mình thì sẽ là bao nhiêu phần trăm tiền vào? Bây giờ vào 80. Của góp vốn mà lại vào tới 80% ấy ạ? Tức là dự án này nó mở từ tháng 5 năm ngoái, đầu tiên là 30, 50, đến 80. Đầu tiên ấy. 30, 50, 80 thì ra đang giai đoạn này là 80 rồi. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản ở đây diễn ra một cách giản đơn như thế này. Ngay cái việc bây giờ chị đặt bút chị ký cọc mà bây giờ thì bảo, ví dụ như là đến chiều mà có người ta trả cho anh được khoảng 5 đến 70 triệu mà chị mà đồng ý bán thì bọn em cũng đẩy luôn. Tức là lướt cho chị luôn. Bọn em bán thì chỉ ngồi tại văn phòng rửa bản đồ thôi. Người ta đi qua đây một vòng xong người ta về văn phòng người ta ngồi ra bản đồ người ta check, người ta không được đặt cọc chứ không cần phải ra trực tiếp dự án. Trước câu hỏi lý do tại sao dù chưa đủ điều kiện mua bán nhưng các lô thừa ở đây vẫn quảng cáo giao dịch một cách công khai mà không bị chính quyền can thiệp và đa phần các nhà đầu tư đều phải mua qua tay nhiều người, thì đây là câu trả lời mà chúng tôi nhận được. Tại sao ạ? Tại vì người ta đã có chỗ đặt hết rồi. Người ta chấm hết trước rồi. Người ta đã chấm hết rồi. Ví dụ như trong ban ngành, trong bộ phòng xây dựng của tỉnh chẳng hạn đúng không? Hay là ngân hàng chẳng hạn. Mỗi ông vài suất. Mỗi ông đã xí vài suất rồi. Hay là phòng tài nguyên môi trường chẳng hạn. Hay là phòng quản lý đất đai chẳng hạn, người ta cũng đã xí rồi, người ta đã có suất rồi đúng không? Gọi là suất ngoại giao đấy đúng không? Thì đến chị em mình là cũng phải mua đến F2 rồi. Vậy có hay không việc buông lỏng làm ngơ của chính quyền địa phương để cho các sai phạm này tồn tại trong suốt một thời gian dài? Họ có thể là giao dịch ngầm với nhau là cách gì đó, nhưng ở Thuận Thành chưa xảy ra trường hợp gì mà người dân mà bị thiệt thòi trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản. Thì cũng thông báo là những cái dự án này là chưa được phép để phân lô bán nền. Và hiện nay mới đang làm hạ tầng. Khi làm hạ tầng xong được nghiệm thu hạ tầng thì được cấp có thẩm quyền cho phép bán thì mới được bán những cái dự án như này. Thực ra là trong lãnh đạo chúng tôi cũng rất bức xúc việc này. Và chúng tôi cũng yêu cầu nhà đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu còn trường hợp này xảy ra chúng tôi sẽ đề nghị cấp trên thu hồi lại dự án. Người ta san ủi, chia lô, kẻ thừa, rồi giao bán, cấm biển, quảng cáo rất rầm rộ, thì chúng tôi nghĩ rằng là không có cái chính quyền địa phương nào là không biết, và quan trọng là họ có muốn làm hay không. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái kẽ hở của pháp luật. Chúng tôi rất muốn là cần phải gắn trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương, của chính quyền địa phương vào các cái hiện tượng, trong đó có cái hiện tượng mà tạo ra những cái sự sốt đất, những cái sự giao dịch mua bán không đúng quy định pháp luật ở địa phương của mình, để
người quản lý địa phương phải có trách nhiệm tốt hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu có trách nhiệm gắn với chính quyền, người đứng đầu địa phương thì chắc chắn các hiện tượng đó sẽ không thể có đất để mà xuất hiện được. Trên thực tế, việc mua nhà chưa hình thành đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cộng thêm sự thiếu hiểu biết thì người mua sẽ có thể phải gánh chịu nhiều rủi ro. Bởi đã có không ít chủ đầu tư chiếm dụng vốn của người mua nhà. Phổ biến nhất hiện nay là người mua nhà nhiều năm nhưng không có nhà, hoặc đã sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Do đó, khi mua nhà hình thành trong tương lai, người mua cần trang bị đầy đủ thông tin về tính pháp lý của dự án và nên chọn những nhà đầu tư có uy tín để tránh rơi vào tình trạng dùng tiền thật mua đất ảo.